Và tất cả sự vận động của thế giới này, nó đều có quy luật của nó. Và bạn muốn trở thành nhà lãnh đạo thông thái thì bạn phải đi tìm là cái gọi là gì? Là lẽ phải. Như tôi nói, nó là kim chỉ nam ở cái phần trước mà tôi chia sẻ đấy. Đó chính là kim chỉ nam sợi chỉ đỏ. Vậy thì học tập chúng ta có những con đường học tập như thế nào? Ok, tôi muốn chia sẻ với các bạn về cái con đường học tập này để bạn trở nên thành công hơn. Đó. Học tập thì chúng ta có một là chúng ta có thể học tập theo cách như này, là tìm đến những người thầy để chúng ta học. Đúng không? Chúng ta học thông qua những người thầy. Mà thầy ấy, thì thầy tuyệt vời nhất và rất rẻ, đó là sách. Sách là những người thầy vĩ đại. Sách là những người thầy mà người ta đã thành công rồi, người ta viết lên thành sách. Và nó sẽ truyền cảm hứng cho bạn, và bạn sẽ có rất nhiều các ý tưởng. Và người Do Thái là người giàu có nhất hành tinh này, và cũng là người đọc nhiều sách nhất trong một năm. Một năm người Do Thái đọc là 65 cuốn bình quân chung trong một năm. Thế còn người châu Âu đọc hơn 50 cuốn sách trong một năm. Người Nhật Bản và người Hàn Quốc theo thống kê là đọc hơn 40 cuốn sách trong một năm. Và người Việt Nam của chúng ta, các bạn biết đọc bao nhiêu ạ? Theo thống kê như tôi được biết là 0,5 đến 0,8 cuốn sách một năm. Vậy thì bạn thì như thế nào? Bạn hãy tìm đến sách để bạn có thể học những các cái kiến thức và kỹ năng cần thiết. Ok. Và cái thứ hai là bạn học từ những người thầy mà họ đã thành công. Thầy đi dạy, họ đã thành công rồi. Sau đó bạn sẽ học người ta. Những người nào đã leo lên đỉnh Everest rồi và người ta muốn truyền dạy lại các cái công thức thì bạn hãy học người ta để rút ngắn được cái thời gian, đúng không? Bạn học kinh doanh từ những người đã kinh doanh thành công, bạn học là hạnh phúc của những người hạnh phúc đó, thì người ta sẽ dạy cho bạn cái đó. Và cái thứ ba là bạn học từ là huấn luyện viên. Bạn có thể thuê những huấn luyện viên. Ví dụ như bạn muốn đánh gôn, bạn muốn đánh gôn thì bạn phải thuê những người là dạy gôn ấy, dạy cho bạn tập, đúng không? Bạn muốn là tập gym thì hãy có PT, đúng không? Personal trainer, phải có những cái huấn luyện viên cá nhân cho bạn để giúp cho bạn tập. Và nếu như trong trường hợp bạn mà có làm kinh doanh, bạn có thể thuê huấn luyện viên là những người đã thành công rồi huấn luyện cho bạn luôn và giám sát bạn, đá đít bạn, thúc, hối thúc bạn, giống như là Park Hang-seo ấy, đúng không? Huấn luyện viên Park Hang-seo đã giúp cho các đội bóng của chúng ta thành công một cách là tuyệt vời trong mấy 6-7 năm qua đấy, đúng không? Và chúng ta cần có người thầy nữa là gì? Là mentor. Mentor là những người cố vấn cho chúng ta và cầm tay chỉ việc cho chúng ta. Và những người này là những người thông thái, có thể giúp cho các bạn. Và đây là những người thầy. Thế nhưng mà nếu như bạn là học về mà bạn không hành ấy, thì thực ra mà nói thì cũng vứt đi hết. Cho nên cái điều thứ hai tôi nói với bạn là người thầy vĩ đại nhất đó là người thầy từ kinh nghiệm, được chưa? Kinh nghiệm, bản thân bạn phải trải nghiệm, cho nên kinh nghiệm nó chính là người thầy vĩ đại. Đây là người thầy vĩ đại, người thầy vĩ đại. Và tôi học rất nhiều từ trường đời, và mình đã trả giá, và mình đã gọi là ba chìm bảy nổi, chín cái nhấp nhô, và chính những cái điều đấy mình rút ra được những bài học gì cho mình. Và từ những cái bài học đấy rồi thì nó sẽ giúp cho mình có những cái kỹ năng. Và thưa các bạn là nếu bạn mà không học, đúng không? Thì bạn cũng chỉ là ma mù thôi. Vậy cho nên bạn phải khai sáng để bạn đi tìm cái lẽ phải, tìm được cái con đường đúng, tìm được cái gọi là công thức đúng. Và tất cả sự vận động của thế giới này, nó đều có quy luật của nó. Và bạn muốn trở thành nhà lãnh đạo thông thái thì bạn phải đi tìm là cái gọi là gì? Là lẽ phải. Như tôi nói, nó là kim chỉ nam ở cái phần trước mà tôi chia sẻ đấy. Đó chính là kim chỉ nam sợi chỉ đỏ. Trên Amacao của chúng tôi có một cái triết lý là gì? Lẽ phải là ngự trị và khoa học là dẫn đường. Khoa học là cũng là chúng ta nghiên cứu để tìm đến lẽ phải. Và đã tìm được lẽ phải rồi thì phải ngự trị, và chúng ta hãy tôn trọng lẽ phải. Và bao nhiêu trong số các bạn đồng ý với tôi rằng nếu bạn làm theo cách này thì dần dần bạn sẽ tự tin và bạn sẽ đạt tới cái ngưỡng của thành công.
Và lúc đó bạn sẽ nhảy múa trong cái gọi là cái vùng thành công này. Các bạn hãy comment giúp cho tôi TC cái thành công. Hãy comment TC.